Đây là ghe chùa Bóng Mật chuẩn bị xuất phát các bạn ơi. Chờ mũi hả? Chào cái giả cái coi. Gặp trai ớt luôn á. Rồi nổi sóng lên đi. Rồi ông này cho chống lên nè.
hiệu một, tôm cũng hiệu một. Anh chú là canh gì chú? Nguyễn Hoàng Bá. Nguyễn Hoàng Bá. Đang có mặt tại lễ khai mạc lễ đua ghe ngò ốc bóc nha các bạn. Sáu luôn ra. Sao ghe này cũng số 6, mình cũng số 6 là ghe nữ. Nữ nó khác hả? Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý vị. Trước khi bước vào nội dung của lễ khai mạc lễ hội ốc bóc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng lần thứ tư, khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2019. Kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý vị thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng và trung tâm văn hóa tỉnh Sóc Trăng biểu diễn. Đó là không
tôi ở đây tôi cũng tác nghiệp mà. Rồi, được rồi, được rồi. Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019. Sông Mê Chí Tí ngày sau đây, trước khi con ở ẩm bác ra con một đường trực máy, trước khi con muốn năm nào một thiết kế mất giang trời trấy cho con là hạt cùng trên đường trực máy đạp bồ để về luống. Thật sắc trắng đi dễ trở lại, có bật hoa bình nhìn quấn. Ban khi sẽ đây chẩm lứa, đu hình nhìn đường trực là ổn áo, cho nên đại gián viên là con đàn tử sống, tì rụng nước lên nước thì cả. Tiếp theo tổ thể quý vị thân mến, lễ hội ở Tân Bắc của đồng bào Khmer là một trong những lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó của cộng đồng người Khmer Nam Bộ nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Văn hóa lễ hội xuất phát từ tâm linh, tín ngưỡng dân tộc tốt đẹp, rất phong phú về số lượng, vô cùng đặc sắc về hình thức lẫn nội dung. ចូលទៅក្នុងជាទីស្នាយមានសហគមន៍បឹងជាជាតិបងប្អូនជើងខ្មែរហွာរួមគ្នាសហគមន៍បលកម្មផលិតស្មារតីសាមគ្គីរួមដៃប្រកាសខារកសាតម្រិះដើម្បីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជើងជាតិខ្មែររួមចំណែកនៅប្រទេសកសាងអភិវឌ្ឍន៍ជឿនវប្បធម៌វៀតណាមជឿនលឿនពងពេញទៅដោយលក្ខណៈជឿនជាតិ Nước bắt đầu những lớn rồi, chuẩn bị bắt đầu đua rồi nè. Nó lên khỏi cái mặt thì nước những lớn là đua luôn các bạn, trực tiếp loại trực tiếp luôn đó nha. Em nào mà thua là đi về, em nào ăn thì ở lại ngày mai đấu tiếp vòng chung kết. Và bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian bao lâu, ta sẽ tiến hành làm lễ khai mạc. Do vậy chúng tôi đề nghị một số dân hoa chúng ta còn ở phía bên thế này, ở bên này khẩn trương tập kết danh sách vào cái địa điểm mà ban tổ chức đã bố trí. Một lần nữa là sắp sửa đến giờ khai mạc lễ hội ốc bác đua hoa Sóc Trăng lần thứ tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đại biểu, quý khán giả tập trung vào khán đài A1 và hai bên bờ sông Bát Tây Lô thân yêu của thành phố Sóc Trăng để chúng ta dự khán và cổ vũ cho giải đua ghe ngò tranh cướp quê Sài Gòn năm 2019. Một lần nữa tất cả các đội ghe chúng ta để đảm bảo thời gian chương trình các bạn, chúng tôi đề nghị huấn luyện viên và đội trưởng của các đội ghe ngò cẩn trương tập kết về phía xa phía trước khán đài A để chương trình lễ khai mạc được bắt đầu. Rất mong sự hợp tác của các đội ghe tham gia giải năm nay. Sắp sửa đến giờ khai mạc lễ hội ốc bông bóc.
Dương An xuất sang lần thứ tư đồng bằng sông Cửu Long năm 2019. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu, quý khán giả hãy tập trung vào phát dậy đến ngồi thượng khán đài A và A một, cũng như hai bên dòng sông Mát Tê Lô xinh đẹp thơ mộng của thành phố Cửu Long chúng ta để cổ vũ cho giải A khán đài A một và hai bên bờ sông dòng sông Mát Tê Lô thơ mộng của thành phố Cửu Long để chúng ta cùng cổ vũ cho giải Suvano Cửu Long năm 2019. Chỉ còn năm phút nữa là chương trình nghệ thuật các bạn phục vụ lễ hội áo quốc Suvano bắt đầu. Chúng tôi rất mong lực lượng phóng viên báo chí của trung ương và địa phương vui lòng tác nghiệp lui về phía bên tay trái và bên tay phải của khán đài nhìn xuống để tác nghiệp đảm bảo cho buổi lễ khai mạc được trang trọng và hiệu quả.
Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức vui mừng chào đón lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các nhà tài trợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước tiên xin kính mời đại diện các đội xe ngon nữa.